Hello, chào tất cả mọi người nhá. Nay mình vào lán thăm đồi quế mọi người nhá. Và bây giờ mình đang vừa vào xong thì vừa nơi thì bây giờ cũng đã 9 giờ trưa rồi. Nên là mình bây giờ sẽ câu câu cá ở trong lán nhà mình này ăn trưa. Cái ao nhà mình này thì có cá chim. Cá chim với cá chấm nhưng mà lâu rồi không có vào lán nhưng không biết là còn hay không các bác nhé. Mình sợ là bị đào luôn tại bờ ao luôn. Cá đây là mình là có cá rô phi nhưng mà rô rô đồng thôi các bác ạ. Đúng là cá tự nhiên, không có nuôi cám gì cả. Đây, giùn đầy đây nhưng mà giùn rất là nhỏ các bác ạ. Nhỏ này chắc câu cá rô phi. Câu cá rô phi thì giật. Sáng nay không câu cá chấm nữa mọi người nhá. Câu bằng run. Cương hơi xoăn các bác ạ. Rồi, vẫn câu được. Đây em câu này. Đây, cá bắt đầu ăn rồi các bác ạ. Đấy, 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 đấy. Lên. Ui giời. Ảo thật. Các bác nhìn thấy phao cá ăn không? Đây, mấy lưỡi này nó hơi to nên là câu xịt các bác ạ. Lưỡi hơi to. Đấy, đấy là ăn rồi. Đấy. Ăn rồi. Đấy, các bác nhìn thấy phao chưa? Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Lên hàng, ô. Ảo vậy. Không lên gì luôn. Đây là hôm nay em quay cho các bác xem đồi quế. Bây giờ đang là vụ giữa tháng 3, tháng 4 các bác nhé. Đây là bây giờ là quế cũng hết vụ rồi. Tháng 4 rồi. Đây là cái lá quế nó ra lá non nên là không có bóc. Bóc nó không có dốc nữa. Nhưng mà giữa tháng 4 này đến tháng 5 thì lá nó non này nó sẽ già đi. Nó già hơi già đi là mình lại tiếp tục bóc quế các bác nhá. Tháng 5 này bóc một đợt nhưng mà bóc một đợt tháng 5 này xong là đến tháng 8 mới bóc các bác nhá. Đó, là tháng đây là cây quế này là một năm là chỉ tháng 3 là cây nào cũng dốc, có thể bóc xô hết luôn. Nhưng mà đến tháng 5 này thì có cây dốc, có cây không các bác nhá. Nên là bóc phải chọn. Cây dốc thì bóc, mà cây không dốc thì để lại. Tháng 5 là không không bóc được xô. Nên là đợt trước thì em cũng định tháng 3 thì em định khai thác nốt cái mảnh này. Mảnh này là tầm khoảng hơn 100 cây các bác nhá. Cây bé nhất là tầm 35. Thân ấy, thân cây ấy, tầm 35, cây to nhất thì tầm 50 55 gì đấy. Tầm hơn 130 cây, chỗ này bóc thì tầm được quá. Vỏ vỏ khô ấy, vỏ mà hơi khô ấy nó rơi tầm khoảng 1 tấn rưỡi các bác nhá. Tầm 1 tấn rưỡi. 1 tấn rưỡi vỏ. Đấy. Tấn rưỡi 2 tấn gì đấy. Tầm đấy các bác ạ. Nên là tầm tháng 5 này em sẽ bóc hết tất cả cái đồi này đi để em trồng lại mới các bác nhé. Bởi vì vụ này mình bóc thì cây nó vẫn mọc mầm ok, nó vẫn sống bình thường các bác nhé. Bóc mình chặt cây đi xong là mình bán vỏ, bán xương này, bán cành, bán lá, bán hết. Còn lại phần gốc thì sẽ để cho mọc mầm các bác nhé. Đấy, các bác hãy đón xem, đăng ký kênh ủng hộ em để đón xem những cái video tiếp theo để em khai thác cái đồi 130 cây này. 130 cây đầu 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 35 đến đầu 50 các bác nhé. Đầu 35 thì nó rơi là tầm khoảng là 4 50 cây gì đấy, còn đầu từ đầu 4 đầu 5 thì nó rơi tầm khoảng 7 80 cây gì đấy, tầm đấy các bác nhá. Đây các bác nhìn đây. Nhìn xung quanh đây.
nhìn này hơi xa mà đi vào sâu bên trong kia đó. Đó. Nên vụ này em sẽ bóc chỗ này tầm khoảng, em sẽ bóc đồi này với đồi trên kia, em sẽ bóc lấy tầm 5 tấn em lưu kho để bán cho các bác. Các bác nào mua ấy, thì em sẽ bán để đợi đến vụ 8 các bác nhá. Em lưu kho đến vụ tháng 8 mới bóc. Từ tháng 5 đến tháng 8 nơi 3 tháng nữa thì mới tiếp tục bóc quế. Mới tiếp tục đến mùa vụ các bác nhá. Rồi ok. Các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm vỏ quế, do em của nhà trồng được sản xuất không có qua xử lý hóa chất nha các bác nhá. Này là em bóc em phơi khô tự nhiên xong là em đến tay người tiêu dùng là không có xử lý hóa chất gì các bác nhá. Nên các bác yên tâm sản phẩm của em nhá. Rồi ok các bác. Này các bác nào có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì mua hàng em để phần số điện thoại phần góc video nha. Ui 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 ui. Dính cá rồi. Ui. Ui giời. Dính rồi. Ôi lên hàng rồi. Lên hàng rồi. Lên hàng rồi anh em ơi. Còn gì đây? Ôi có cá chim mọi người ạ. Phải sợ đứt cước quá cá chim này. À, cái cước của mình nó sợ nó cắn đứt đấy mọi người. Mỗi khi mình câu được cá chim mà nó cắn đứt đấy. Lên rồi. Rồi. Nãy mình ngâm ở đây nên là nó mệt rồi mọi người ạ. Nãy là mình ngâm ở đây đấy. Ngâm câu ở đây nó ăn được tầm 1 tiếng rồi. Được rồi nhá. Được cả chim rồi. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Đây mọi người. Đây. Được con chim rồi. Anh em mọi người. Đấy. Đây. Này có đồ ăn rồi mọi người nhá. Mình cứ tưởng là không có đồ ạ. Mình cứ tưởng là không được, không có đồ ăn đấy. Được con chim tầm cân rưỡi các bác nhá. Con này tầm cân rưỡi đấy. Đây, chim này chim tự nhiên không có nuôi cám nên là nó sống tự nhiên là thịt ngọt lắm. Bây giờ mình sẽ nướng nhá mọi người nhá. Đấy, may quá. Mọi khi lên đây thì câu không được, nãy câu ăn may mọi người ạ. Chim to luôn. Chim này không cẩn thận nó răng như răng người là nó cắn đấy mọi người ạ. Mình mặt thò tay ở đây nó cắn đứt luôn. Thì cái bàn nó rất là to. Cá đây là nhà mình không có cho ăn cái gì đâu các bác nhé. Đây là nó tự sinh tồn tự nhiên rồi. Đấy. Cá không bao giờ tanh luôn. Cá không tanh các mọi người nhé. Người này không bao giờ có mùi tanh như kiểu ví dụ cá ở chợ ấy thì mình sờ này nó tanh ngòm rồi. Đây cá này. Người hẳn thẳng thân nó cũng không có tanh gì cả. Cá này nướng ăn thì thôi rồi luôn, hoặc là nấu mang chua ấy. Bây giờ mình sẽ nướng nhá mọi người nhá. Đây, mình con này thì sẽ không có mỡ rồi. Vì con này, con cá này tuy nó to bằng này thôi nhưng mà nó mình nuôi nó 4 năm rồi đấy mọi người ạ. Em một mình ăn con này hơn cân chắc ăn không hết mọi người ạ. Tiến hành nướng nhá. Lát này anh ăn cá với mì tôm thôi. Hồi này trưa đói đói nên làm 2 gói mọi người ạ. Làm 2 gói ăn cho nó lo tí còn có sức mà lên đồi mọi người ạ. Làm tạm 2 gói. Ô, nước nguội à? Đây mình nấu mì với rau ngót mọi người nhé. Mời tất cả mọi người nhá. Rồi bây giờ mình ra chuẩn bị là chiên con cá chim tự nhiên nướng nha. Đây, bây giờ hôm nay mình đi cũng không có mang muối, không có mang ớt nên là mình chỉ
dùng tí súp thôi, súp mì tôm thôi. Vắt một ít chanh, và chanh này là chanh nãy mình lấy ở trên đồi nên là nó còn bé không có nước mọi người ạ. Rồi, có một tí ướt ướt này được rồi. Ây da, cứng quá. Để sau một tiếng nướng cá thì cá chim đã chín rồi mọi người nhé. Rồi, gói mì trường rồi đây mọi người. Ba gói mì trường rồi. Đó. Đây các bác này. Đây em sẽ. Đó. Các bác nhìn thấy nét chưa? Ui ngon cực kỳ luôn. Rồi bây giờ em mời tất cả các bác nha. Cho vào cái mâm này, đây thì là lá dong các bác nha. Mời tất cả các bác nha. Đó. Này mà có tí ớt nữa thì đẳng cấp luôn. Mời các bác nha. Ui dài ngon lắm các bác. Cá này em nuôi 4 năm rồi nên là nó tuy nó bé thôi nhưng mà nó rất là già cá các bác nhé. Cực kỳ ngon luôn các bác. Dài. Không hề có một tí tanh nào luôn cá chim này, bởi vì chim này nếu mà mình cho ăn đều ăn nhiều ấy thì nó sẽ mỡ nhưng mà cá tự nhiên này sẽ không không hề mỡ một tí nào các bác nhé. Cá nướng này rất là ngon các bác ạ. Mời tất cả các bác nha. Này mà có lon bia thì còn quá là hợp lý luôn các bác ạ. Bát muối này thì mình sẽ giã hạt dổi nướng vào. Hạt dổi mắc khén nướng. Hạt dổi là ngon nhất rồi các bác ạ. Đây. Ui dạ. Ngon lắm các bác ạ. Này ăn vã được các bác nhé. Nướng như này có thể ăn vã được. Thì cá ngon thì mình nướng không cần gia vị gì, nó cũng ngọt ngọt sẵn rồi các bác ạ. Rất là ngon luôn. Đấy. Khá ngon luôn. Có chanh chua chua nên là súp chanh chua chua ăn là khá ngon. Ngon lắm. Tuyệt vời luôn.